bạn và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft chung với Fetagala. Chào các bạn, mình là Fetagala đây. Và hôm nay mình cũng đã quay video. Và tụi mình đều có Minecraft Master. Đúng. Được rồi, bây nhưng giờ mà hãy được sử dụng Minecraft Master. À đây có con kiều, có con kiều là có con kiều. Cái đó cũng phát hiện một con kiều rồi. Em kiều gì hư. Hãy coi Bill đi lấy gỗ đi. Cô đi lấy gỗ cho Bill làm gì. À một con kiều nữa kia. Tăng độ khó lên nha. Độ khó 1 thôi. Hết thôi. Chơi để độ khó 1 rồi. Chơi độ khó 1 nó chơi dễ. Một con cừu nữa kìa, tôi đâu thấy ba con cừu rồi. Rồi, tôi đã có ba con cừu rồi. Thôi để tôi rong tay bê, tôi biết yêu. Rồi, bới rồi, đâu rồi. Chào. Bây giờ tôi đi lấy gỗ. Cái này là lông cừu tự nhiên nha. Hứa luôn á. À, các bạn hãy comment bên dưới để chứng minh rõ mình lấy cừu tự nhiên nhé. Cái gì vậy? Tại sao? Hả? Vậy biết đừng đánh pro nữa. Thôi đừng có đánh nhau nha, bởi vì mình đang chơi nhau mà. Giảm độ khó, không có độ khó luôn á. Nè. Được đi. Tới nè. Tới bên. Cuối cùng cái đó cũng đã có giường. Ai mà chả có cái giường. Thôi bây giờ cái đó. Hả? Nè. Đây cục cổ duy nhất của Koro á. Thôi để Koro chỉnh lại cái setting coi có gì mới không. Ở server cho nhiều người độ nhảy. Để coi độ nhảy sao. Ê, đâu? Hả? Đâu? Nhà ở trên đây nha. Ở đây tại vì Bill thấy có đất phẳng á, nên Bill làm nhà trên đây nha. Ừ. Phẳng kinh luôn. Đúng. Ây da. Dốt thế. Để Chrome mở bản đồ coi. Chrome mở bản đồ rồi nè Bill. Bill vào cái Minecraft Bill Master. Cái Bill mở cái bản đồ. Xong. Hả? Để tọa độ hả? Bill để có mở tọa độ hả? Cổ quá. Mình có cái lông cừu tự nhiên thì qua mình xem đi rồi biết. Đúng. Được rồi, để cho đôi đi lấy thêm gỗ. Giúp sức cho đi. Hy vọng đây có vài gỗ. Để cho đôi đi chặt gỗ xong rồi tay bê nó đi về. Phải đi thật xa kiếm chỗ nào có nhiều gỗ ơi nhiều.
chưa? Ừ, chưa. Không lấy gỗ, em lấy gỗ từ trong một phẩm và trong Rap Master á. Ừ, đang lấy. Nhà cô đâu có 32 miếng gỗ nè. Rồi bây giờ về. Nè, 32 khúc gỗ nha. Nè. Nè, đang đưa, đừng có đánh. Đó. Ra nhiều gỗ chưa? Bao nhiêu? Ừ. Muốn xài thì tự kiếm. Nhưng mà kiếm cần phải đưa gỗ đây. Nè nè. Ừ. Bây giờ cô đi. Đi ngoài không? Được, có đi lấy gỗ, vài miếng gỗ để làm vài dụng cụ đi. Dụng cụ của Miu đây. Để đưa luôn. Sao Miu hết xây nhà chứ hả? Các bạn hãy xem từ series này tới series kia, các bạn sẽ thấy là Factor Lala toàn là đi lấy xây nhà không à. Các bạn hãy xem hết series của mình, các bạn sẽ thấy. Ở đây nhiều gỗ nữa đó. Được 7 phút rồi. Bao nhiêu? Tự bật nữa nè. Rồi không luôn. Hả? Xài có bao nhiêu? Ê, quá đã, quá đã. Muốn có đâu chỉnh có sáng không? Muốn. Ừ. Đúng chưa? Ừ. Hả? Ừ. Còn có đâu? Hả? 37 miếng khúc gỗ nè. Bên đâu? Nè, kìa. Bên đó luôn. Để biểu tải cái này cho baby chưa? Chưa. Hả?
Để Piro đi lấy chút đá đi. Cô đang định lấy than gỗ. Tôi có một kinh nghiệm rồi đó. Hay không? Một máy kinh nghiệm mà. Không tin nhìn nè. Một máy kinh nghiệm mà. Rô có máy kinh nghiệm mà. Như đây à? Cái gì kinh nghiệm mà Rô? Cô đâu mà gọi dùng cái máy rắp bài basket tăng lên cái. Cương à. Đâu? Là trong Rap Master á. Ở dưới ăn gian. Cắm đi. Cô đang làm hang á. Nó thiệt tình cô đôi biết làm cửa mật khẩu á bê. Thiệt luôn á. Chị? Con gỗ thôi, ba cục gỗ thôi cũng được. À, còn có... Còn đá không? Hả? Còn đá không? Không. Gì? Hai cục gỗ hoặc đá. Nè, hai cục gỗ duy nhất của Rô thôi á. Thần á, ăn thịt mã tấu á, ăn bao giờ chưa? Và ok, nếu các bạn thích series này của mình á thì các bạn hãy subscribe và like cho mình nhé. Bye bye, chúc các bạn may mắn nha. Yeah, mình cũng...